Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới sau 3 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, 37 điểm cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khoảng 80 điểm cầu ở nước ngoài. Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhận diện cơ hội thách thức khó khăn để có các giải pháp chính sách thích ứng kịp thời. Hội nghị cũng khẳng định về một chính phủ tin cậy đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tiếp tục rà soát cải thiện môi trường đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách, có giải pháp linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Là một trong 6 địa phương được chọn thực hiện thí điểm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xác định thay đổi thái độ của công chức là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Bốn luôn, bốn xin, năm không, năm biết. Tấm biển này được Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc dựng lên ngay từ khi bắt đầu triển khai mô hình như là một lời nhắc nhở đối với đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Những từ như dạ, thưa, xin vui lòng được các cán bộ công chức ở đây sử dụng thường xuyên hơn khi tiếp xúc với dân. Hàng tuần, lãnh đạo xã đều tổ chức họp kiểm điểm với bộ phận một cửa, đồng thời phát động phong trào thi đua để mỗi cán bộ công chức có ý thức tự thay đổi, hoàn thiện bản thân, xây dựng văn hóa ứng xử. Trung bình mỗi tháng, xã giải quyết hơn 100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 70% là hồ sơ trực tuyến, tất cả đều được xử lý trước và đúng hạn. Vào tối qua 21 tháng 4, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra khai mạc lễ hội Đền Hùng, tuần văn hóa du lịch đất tổ 2023 với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc mà du khách có thể trải nghiệm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định lễ hội Đền Hùng Giỗ Tổ Hùng Vương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương với sự tham gia của 400 nghệ sĩ, nghệ nhân của 13 tỉnh thành với các di sản như hát xoan Phú Thọ, ca trù Quan Họ, ví dặm Nghệ Tĩnh. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 29 tháng 4. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Tết Hàn Thực hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay của người Việt Nam. Đây là món ăn có vị ngọt thanh được các gia đình dâng lên cúng lễ tổ tiên. Bánh trôi được làm dạng viên tròn nhỏ nhân đường và bánh chay được nặn viên lớn nhân đậu xanh hoặc không có nhân. Ngày nay món bánh này được sáng tạo thêm nhiều màu sắc rực rỡ. Cả hai thứ bánh đều làm từ bột gạo nếp, tượng trưng cho thành quả lao động của con cháu, thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên ông bà. Vào ngày này, cùng người thân nặn bánh chính là dịp để giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau trong mỗi gia đình. Sáng nay, 22 tháng 4, tại đền thờ nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm ở thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và trao tặng một số hiện vật cho đại biểu dòng họ Đoàn Việt Nam. Các đại biểu, đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện cho dòng họ Đoàn Việt Nam và nhân dân địa phương đã cung kính dâng hương, dâng hoa và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ tới công lao, những đóng góp to lớn của nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đối với dân với nước. Nhân dịp này, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm đã trao tặng dòng họ Đoàn Việt Nam cuốn gia phả của gia đình nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm đã được câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm phối hợp với Viện Nghiên cứu Hán Đôm dịch ra chữ quốc ngữ. Cũng nhân dịp này, nhà thơ nhạc sĩ Đoàn Bổng đã trao tặng Ban quản lý di tích đền thờ nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm 4 câu thơ ca ngợi tài đức của bà và tặng dòng họ Đoàn Việt Nam bài hát có tựa đề Em lại con gái họ Đoàn, nhạc và lời Đoàn Thu Trà. Nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón du khách tại Sapa dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới. Nổi bật là lễ hội hoa hồng tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam trong khu du lịch San Juan Fansipan Legend, lễ hội diễu hành đường phố Mộng Mị Sapa với sự góp mặt của 750 diễn viên là nghệ nhân dân gian, người dân Sapa và huyện Tam Đường Lai Châu. Hơn 70 doanh nghiệp tại Sapa cũng đã bắt tay ký cam kết kích cầu giảm giá, giữ nguyên chất lượng dịch vụ ở các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, vận tải, điểm tham quan.
nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hưng Yên thành lập vừa tiến hành kiểm tra phát hiện một số hàng hóa không có nhãn mác, kho bảo quản chưa đảm bảo yêu cầu, quy trình chế biến không theo nguyên tắc một chiều. Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính hai cơ sở là doanh nghiệp tư nhân Tiến Vinh có địa chỉ tại xã Yên Phú và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thực phẩm Tâm An đóng trên địa bàn xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có 23 giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Để tránh dịch bệnh lây lan, các nhà trường đã chủ động thực hiện biện pháp phòng bệnh, tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, dụng cụ học tập, đồ chơi của học sinh, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang và sát khuẩn. Đặc biệt, nắm bắt theo dõi sức khỏe của học sinh để gửi thông tin hướng dẫn phụ huynh phối hợp phòng bệnh cho các con thông qua các nhóm Zalo của lớp. Tiếp tục là các thông tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý và có thể bị đưa vào tiêu chí xếp loại. Người đứng đầu đơn vị có người vi phạm có thể bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quá trình xử lý vi phạm về an toàn giao thông không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, nghiêm cấm hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, nghiêm cấm lực lượng chức năng xê xoa, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Vào trưa ngày hôm qua 21 tháng 4, tại khu vui chơi trẻ em ở khu đô thị Nam Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, xảy ra vụ việc cục nóng điều hòa phát nổ khiến hai người thợ bảo dưỡng điều hòa thương vong. Trước đó, hai nam thanh niên quê huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đến khu vực thuộc khu đô thị Nam Vĩnh Yên để sửa điều hòa. Tuy nhiên, trong quá trình trèo lên mái nhà kiểm tra thì cục nóng điều hòa bất ngờ nổ tung, khiến một người bị thương và một người tử vong. Cơ quan chức năng khuyến cáo, mùa hè nắng nóng, việc sử dụng điều hòa là điều không thể tránh khỏi. Thợ sửa chữa điều hòa cũng nên cẩn thận trong việc kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho hay hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ ít nhất một mũi tiêm vaccine phòng bệnh từ năm 2019 đến năm 2021 do phong tỏa và giãn cách vì COVID-19. UNICEF cho biết trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, 67 triệu trẻ em trên toàn cầu đã bị gián đoạn nghiêm trọng việc tiêm vaccine. Trong số này, có 48 triệu trẻ đã bỏ lỡ hoàn toàn các mũi vaccine thông thường. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát bệnh bại liệt và sởi trong tương lai. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em giảm ở 112 quốc gia. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng trên toàn thế giới giảm 5 điểm xuống còn 81%, là mức thấp chưa từng có kể từ năm 2008. Trong đó, khu vực châu Phi và Nam Á bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Từ những túi nhựa bị bỏ đi trên các con sông đang bị ô nhiễm ở Bali, Indonesia, một nhà hoạt động môi trường ở đây đã có ý tưởng biến rác thải nhựa bỏ đi thành những đồ vật hữu ích. Hoạt động này đang góp phần vào nỗ lực tái chế rác của địa phương. Gary Benchehit, 28 tuổi, là một nhà hoạt động môi trường, người đã khởi xướng phong trào làm sạch những dòng sông bị tắc nghẽn, những bãi biển ngập rác và những bãi rác bất hợp pháp xung quanh Bali và Java trong 2 năm qua để ngăn rác thải đổ ra đại dương. Benchehit cho biết, nội thất và đồ đạc trong ngôi nhà 12m2 này, chẳng hạn như khung giường và tủ bếp, cũng được làm hoàn toàn bằng cốc nhựa và ống hút phế thải. Sau khi hoàn thành ngôi nhà đầu tiên làm từ nhựa tái chế, Benchehit đang muốn phát triển hơn nữa mô hình ngôi nhà và sản xuất hàng loạt cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo một nghiên cứu mới đây, Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn 4 lần so với phần còn lại của trái đất trong vòng 40 năm qua. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích 4 bộ dữ liệu nhiệt độ được thu thập trên toàn bộ vòng Bắc Cực bởi các vệ tinh kể từ năm 1979. Họ kết luận rằng Bắc Cực đã ấm lên trung bình 0,75 độ C trong mỗi thập kỷ, nhanh hơn gấp gần 4 lần so với phần còn lại của trái đất. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, ngay cả các mô hình khí hậu hiện đại nhất cũng dự đoán tình trạng nóng lên ở Bắc Cực, thấp hơn khoảng 1/3 so với những gì dữ liệu được quan sát. Sự nóng lên nhanh chóng ở Bắc Cực không chỉ tác động trực tiếp đến các cộng đồng địa phương và động vật hoang dã sống dựa vào băng biển, mà còn gây ra những hậu quả trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.